là dì ruột của Tư. Bên nội của ba gồm có hai bác Tư, anh cô cậu của ba. Cô Sáu. Dạ, cô Sáu là em của ba. Bên ngoại của con gồm có dạ thì dì Tư. Dạ dì Tư. Dạ dì thứ tư của con. Dì thứ chín. Dạ cậu tám. Sau đó là các anh chị. Để xin giới thiệu qua theo từng tự. Chị Tư. Chị Tư bổn, dâu của cậu thứ sáu. Chị Năm, con của cậu thứ bảy. Chị Hai Hương là con của dì Chính. Chị Kiều, con dì Chính. Chị Út Em, con dì Chính. Chị Tám, con người cậu thứ ba. Chị Thịnh, con người thứ chín. Đây là cô bạn ở bên cách Mỹ về. Đây là chị Tư, dâu của cậu thứ hai. Đây là dì. Dì hai là chị của Tư, của chị Tư. Mà cái mẫu đã qua số. Đây là cô thứ tư, con của bà này, cụ Chính. Đây chú ba, con bà cụ Tám, bà cụ Tám đã bác bố. Chú Bảy, chú Bảy Thổ, con bà cụ Chính. Đây chữ Út, rể của bà cụ Chính. Con của cậu thứ hai. Em có quên không anh? Em không quên lại hết. Dạ. Tư Dưỡng hai rể của ông thứ hai. Dạ. Tức là bên dạ. Dạ anh của bà nội con. Dạ. Anh Lâm rể của cậu thứ bảy. Cô Tư, con bà cụ Tám đã qua cố. Chị Út, con bà cụ Chính. À cô, con nói bậy theo. Dạ, con bà cụ Chính. Cô Sáu, con bà cụ Tám. Và anh chị em, con cháu, rồi con mặt ngày hôm nay. Ủa đó, ba mẹ thôi, tin nha. Đồng chung cảnh khổ, từ nhỏ tới lớn. Cho lớn đạt cái đất Biên Hòa này, chị em cũng vẫn có nhau. Đây là chị Út, chị Út đó, là con của người cô thứ hai. Cô ruột chị thứ hai. Và chị Châu con rồi, ta mất tiêu rồi. Con Châu chưa nè. Dạ, nhà tôi có bác. Châu đi. Châu về đâu? Con Châu chưa nè. Con đi nhà rồi. Kêu. Kêu con chơi lên chơi. Kêu qua số của bạn. Thưa ba, theo gia đình nói lại từ xưa tới nay, thì như ông cố con á, thì mới con năm mươi mấy tuổi thì đã về trời. Ông nội con thì còn ít hơn, mới có 47 tuổi cũng đã theo ông theo bà. Cô hai con thì cũng mất sớm, nhưng chỉ có ba Thọ và
Thế hôm nay nhân cái ngày tụi con có cái dịp đoàn tụ về, con xin phép ba cho tụi con làm cái lễ gọi là chúc thọ ba. Dạ, thưa cùng chúc, nghĩa là quý cô bác dạ hưởng được cái là tuổi thọ dài. Thì tụi con nghĩa là mong có ngày nào về lại gặp lại các bác, các dì, dạ các cậu, các con. Tư đi về, tháng tư, tháng tám, tụi con của con á, con chín năm con về, con thấy ba mạnh khỏe của mình, dạ, con xin ba uống ly trà chúc thọ của vợ chồng và các cháu của ba, dạ, con cũng mong 10 năm sau con cháu về cũng sẽ làm một cái bữa tiệc như ngày hôm nay. Bây giờ là ba nói với các con như vậy, dạ. Các con nói đủ rồi, dạ. Thôi đừng có trả, dạ. Để chừng nào mà ba có mãn phần rồi đó thì mấy con trả lại gì đó thì cái đó dạ. Phải như vậy, còn dạ. Bây giờ tôi như vậy là đầy đủ rồi. Cái ngày vợ chồng tụi con, dạ, cùng các cháu, dạ, mừng thọ ba, dạ, dạ, biếu ba chút quà, dạ, ba vui vẻ, dạ. Ba rất cảm ơn hai con với mấy cháu. Dạ. Hồi nãy thì con Phương Phượng vợ dạ. Tụi nó có kêu về chung cho ba rồi. Dạ. 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 Rồi con vậy được rồi con. Dạ. Mỗi đứa nãy nói. Cái tôi diện tư diện chính. Cái tình mừng mà khóc đó. Cô Sáu, dì Hai. Dạ, con xin kính thưa hai bác tư. Vừa rồi chị con là trưởng nữ đã đại diện gia đình có đôi lời với bà con, nhất là trong cái phần chúc thọ cho bà con, chị hai con đã nói gần hết những cái điều mà lòng của con muốn nói. Thật sự thì cái ngày hôm nay những cái dòng nước mắt của tụi con cũng như là